Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Xin Dino. Và đây là cái dàn khủng long mới của mình. Ở đây có 4 bạn khủng long và của thương hiệu Junior Megasaur. Ok các bạn, ở những video trước mình đã có một cái clip về trứng khủng long của Megasaur rồi. Nhưng hôm nay mình sẽ mua mấy bạn khủng long mà có khả năng phát ra âm thanh, có thể di chuyển cử động khớp tay chân các bạn. Thì cái anh bạn bé nhỏ này chính là cái anh bạn Velociraptor. Phiên bản này khá là mắc cười các bạn. Thì cái phiên bản này nó không có âm thanh nha các bạn, mà nó chỉ có một cái tác vụ là há miệng như thế này, rất là to lớn này. Và nó có cái cổ có thể lắc lư như các bạn. Đấy, nó kiểu vậy. Giúp em nó nè các bạn. Wow, nhìn xịn chưa? Ok, đây là bản Velociraptor phiên bản Charlie và Echo các bạn ơi. Thì phiên bản này của mình là màu xanh lá cây. Đó, cái miệng há ra rất là lớn nha các bạn. Gần như là mở hết cả cái miệng luôn. Wow. Chiến đấu không? Lao tới tấn công con mồi bằng cách như vậy các bạn. Đó, lao tới thật nhanh, há miệng thật to và tắp lấy con mồi. Wow, Velociraptor. Cách tấn công rất là điêu luyện đúng không các bạn? Và tay chân có thể cử động rất là ok luôn. Ngoài ra chúng ta có thể tấn công theo một cách khác nữa các bạn. Đó chính là ấn miệng này xuống như thế này. Đó, nhưng mà ấn một chỗ thì nó không có tốc độ cao bằng chúng ta chơi như thế này các bạn. Đó, đó, đặc tính của bạn Velociraptor là có hai kiểu tấn công nha các bạn. Một cái là tấn công rất là nhanh và một cái tấn công là đứng ở một chỗ để ăn thịt con mồi các bạn. Ok, kế đến là cái anh bạn to xác này. Wow, đố các bạn, đây là bạn khủng long gì luôn. Nhìn khá là giống bạn T-Rex các bạn. Wow, thấy không? Rất là giống luôn nha các bạn. Ok, và thực chất đây chính là bạn T-Rex luôn các bạn ơi. Và phiên bản này có đàn và có âm thanh nha các bạn. Ok, bạn này chỉ cần bóp cái bụng nè thì nó sẽ phát ra âm thanh và có tiếng kêu rộp 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 rộp. Ok, giống như bạn ấy đang ăn các bạn ơi. Mặt sau của bạn này khá là đẹp luôn các bạn. Ok, mình sẽ mở ra xem, hãy xem. Wow. Đây các bạn, ở dưới này nó có một hai cái nút như thế này, thì mình chỉ cần xoay là mình sẽ mở ra được nha các bạn. Ok. Rồi. Đó. Xong. Ta-da, giờ cho đứng xuống trước đi các bạn. Rồi. Để xem bạn này sẽ tác bụng như thế nào. Há miệng ra nè. Mắt nè các bạn, để có thể có đèn nha các bạn. Đó. Ok. Hai cái chân nè. Rồi, 360 độ. Wow. Cool và ngầu. Rất là ngầu luôn các bạn ơi. Wow, bạn T-Rex này trông khá là ngầu nhỉnh và rất là dễ thương luôn. Và tác vụ của bạn này sẽ như sau. Ok, mình sẽ bóp miệng, bóp cái đùi gà nha các bạn ơi. Có đèn nè các bạn, phát ra âm thanh nha. Ok. Wow, xịn cực kỳ luôn các bạn ơi. Wow, phiên bản này khá là hay các bạn. Mình chơi giống như phiên bản của Mattel các bạn ơi. Nhưng mà cái nhựa này là nhựa cứng, của Mattel là nhựa mềm nha các bạn. Ok. Chiến đấu không? Vô. Rồi xong. T-Rex đã ăn thịt Velociraptor một cách ngoạn mục luôn. Rồi nhai đầu nè. Kế đến là nhân vật tiếp theo cũng cỡ lớn và càng ngày càng lớn hơn nữa các bạn ơi. Viên vật đầu tiên của mình là nhỏ nè, phải lớn nè, và bây giờ lớn hơn nữa nha. Ok, mình sẽ unbox bạn này ra luôn. Xong, em nói nè các bạn. Wow, em này có thể xem bạn cho xem được. Oh. Vừa mới ra một phát quất hai bạn khủng long kia té ngã luôn, một bạn bỏ chạy. Wow, đúng là T-Rex có khác các bạn ơi. Và phiên bản này, đây, có hai cái bánh xe dưới chân như thế này các bạn. Do đó bạn này có thể xoay được 360 độ như thế này. Wow, cool ngầu thật sự luôn. Và đặc biệt cái phần khớp chân này các bạn có thể di chuyển rất là ok luôn. Và có thể chiến đấu rất là mạnh mẽ nha. Đó, như vậy bạn. Wow, 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 cool chưa. Phần tay nè các bạn, cao cũng ơi. Vô chiến đấu, vô chiến đấu, há miệng. Cái miệng kia há sẵn các bạn, có thể gấp lên như thế này. Rồi, ok. Để ý phần mắt là màu vàng và màu đen này các bạn, có thể có đèn nha. Ok. Rồi, 360 độ của bạn này. Xoay một vòng cho anh em xem nè các bạn. Wow, và có một vết chạy ở trên mặt như thế này. Vừa bị một bạn khủng long táp vào trong mặt. Oh no. Và đây,
cái nút bấm như thế này các bạn, trên lưng nè, bỏ đâu. Ok, tới bạn to nhất trong cái video này các bạn. Wow, đây chính là bạn khủng long ở chúa cỡ lớn của mình. Wow, các bạn nhìn xem nè. Đây, để mình zoom xa xa cho các bạn thấy được trọn vẹn khung hình của bạn này. Wow, và cái bảng này nó màu cam đỏ các bạn ơi, rất là đẹp. Wow, này các bạn có thể đứng cao lên nè. Sợ chưa? Wow, sự xuất hiện khá là hoành tráng lệ luôn các bạn. Một cái đầu rất là to lớn phun của màn hình và có thể che được ba cái bạn nhỏ phía đằng sau luôn. Ghê chưa? Sợ tôi chưa? Và đặc biệt há miệng ra như thế này bạn. Rất là to lớn luôn các bạn ơi. Nhìn nè. Wow, hàm răng rất là sắc nhọn và rất là đẹp luôn. Con mắt thì có đèn phát sáng trên ra con mắt nè các bạn. Hai con mắt nha. Rồi ok. Phần bụng thì có một cục pin, hai cục pin, đó là một pin này các bạn. Hai cục pin AA 3.0V. Ok. Rồi ở dưới chân thì không thể di chuyển được nha các bạn. Rồi không có bánh xe, giống như phiên bản kia. Cái tay có thể di chuyển được như thế này. Đó. Và cái phần chân nè các bạn, nhìn xem nè, thắt bụng của bạn này. Giống kiểu bản khủng long của chúng tì đách của chúng ta là đang nhảy các bạn ơi. Chứ không phải là đang săn mồi mà là đang nhảy nè các bạn, nhìn xem cái chân nè, cái lúc nào cũng nhảy lên nè. Wow, vậy ai mới là người mạnh nhất trong cái video hôm nay? Chắc chắn là bạn khủng long bạo chúa mạnh nhất của chúng ta là phiên bản này rồi. Yeah. Tấn công bằng anh em ơi. Ok, để xem chúng ta có gì trong video hôm nay. Đây là bốn bạn khủng long của mình, ba bạn khủng long bạo chúa T-Rex và một bạn Velociraptor của dòng Dragon Eye Toy các bạn ơi. Đây là phiên bản Megazord. Ok, rất là đẹp nha các bạn. Và bốn bạn này có chức năng và tác vụ rất là khác nhau luôn. Từ nhỏ thì chỉ không có âm thanh nè, không có đèn phát sáng, nhưng mà những cái tác vụ và những cái thao tác rất là ok và rất là ổn áp, chơi rất là vui luôn. Và phiên bản thứ hai là cỡ vừa, đó, có âm thanh và có đèn phát sáng ở mắt. Phiên bản thứ ba thì có thêm cái bánh xe ở phía chân như thế này. Đó, và tác vụ cực kỳ mạnh và rất chân thật hơn nữa các bạn. Và phiên bản cỡ lớn là cái mức độ sát thương cũng như là cái tính khả năng săn mồi rất là cao. Wow, cùng thời có âm thanh nè, răng nè. Đó, rất là to lớn với kích thước khổng lồ. Wow, có đèn phát sáng ở mắt nữa các bạn ơi. Cái âm thanh cũng rất là đặc biệt luôn. Ok, đây là bộ sưu tập khủng long bạo chúa và Velociraptor của mình, rất là hay luôn nha các bạn. Ok, nếu các bạn thấy thích video này của mình, hãy cho mình một subscribe và một like để mình có thêm động lực mua những các bạn khủng long mới để review cho các bạn cùng xem nha. Bye bye.